tặng mẹ nhân ngày 20 tháng 10, lớp Trồi 1. Nhân dịp kỷ niệm ngày 20 tháng 10, các bé lớp Trồi 1 đã có những hoạt động để tỏ lòng biết ơn tới những người phụ nữ yêu thương. Các con đã tự tay trang trí, cắm những bông hoa thật đẹp, dễ thương để gửi gắm tình yêu, lòng biết ơn và tình cảm dành tặng bà, tặng mẹ của mình. Qua những hoạt động thiết thực và đầy ý nghĩa, các cô mong muốn sẽ làm giàu thêm những cảm xúc tốt đẹp, giúp các con hiểu rõ hơn những tình cảm của mẹ, của bà dành cho các con và ngày càng thêm yêu mẹ, yêu bà của mình hơn. Yêu ơi lời mẹ dạy con luôn khắc nhớ, yêu mẹ con yêu nhất trên đời.